Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thành EJ đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video cho mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Và nếu anh em là thích xem những cái series mới của mình thì có thể qua channel Mr Thành. Anh em có thể tìm từ chữ là Mr Thành này và sẽ ra ngay trên đầu luôn. Hiện tại thì có rất là nhiều video mới trong này, đó chính là kho báu huyền thoại này và cả Hunter x Hunter nữa. Anh em có thể vào đăng ký kênh và xem những series mới. Mình đã up thêm một cái video là 60 giây, một cái tựa game rất là hay, một tựa game như kiểu là dạng là cho chỉ có 60 giây trước khi thảm họa ập tới ấy. Và chúng ta sẽ cần phải sống sót được. Đây, Hunter x Hunter đây anh em, tựa game rất là hay luôn, phong cách theo kiểu là kho báu huyền thoại anh em ạ, rất là giống luôn, không khác gì mấy. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được thêm một cái hòm legendary. Trong này sẽ có gì đây, chúng ta sẽ xem nào. Trong này ta sẽ có Anemon, ui ngon, thêm mảnh của Anemon này, cái thứ 7 này. Rồi và hôm nay thì chúng ta sẽ cái này là cái fair play nha anh em, một cái thông báo của nhà phát hành dành cho những người tất cả mọi người. Thì chúng ta sẽ nói chung là sẽ thắt chặt cái vấn đề đó chính là chơi gian lận hơn. Những người chơi gian lận thì có thể sẽ bị khóa hoặc là ban ắc hoặc là ban cái kiểu gì đấy, ban arena, ban trận chiến, cái kiểu ban đua team, đua raid. Anh em tức là nên chơi cách đấy thôi, cách bình thường thôi, tức là không nên chơi theo kiểu là như kiểu là hack nhiều quá hoặc như thế nào đấy. Rồi thì chúng ta sẽ đang ở lap 16 rồi anh em ạ. Hiện tại mình đang lap 16 và nhiệm vụ ra nhiệm vụ nút 2 nha. Thanh niên thứ hai đang đua rất nhanh, đã lên được lap 12 rồi. Ok, chúng ta sẽ guest collecting food đúng không? Thì cái nhiệm vụ 300 hôm nay mình đang cài một cái app và mình đang cố gắng là nạp tiền vào để gọi là view task này. Magic Flame vẫn là cái nhiệm vụ hôm qua. Ở trong anh em đăng nhập bằng cái điện thoại ấy, thì nó sẽ có nhiều thứ hơn, thì có nhiều cái task để anh em làm hơn. Và nếu anh em là muốn nhiều task hơn nữa thì anh em tải cho mình một cái VPN, đó chính là đổi cái IP của anh em sang một nước khác, đổi sang Mỹ chẳng hạn, thì có rất là nhiều task mới. Ở Việt Nam thì nó ít task hơn, ít nhiệm vụ hơn, cứ làm theo thôi và làm theo hướng dẫn là sẽ được game thôi anh em, chắc chắn luôn, vì mình đã từng làm rồi. Thì mình đang cố gắng làm một cái nhiệm vụ hơn 1000 game, hy vọng là sẽ có thể ra được 1000 game cho anh em. Nhiệm vụ ở đây thì hôm nay không có gì cả. Đúng rồi, tôi sẽ mua cái food, mình sẽ mua 150 game này, mình sẽ bỏ ra 150 game để mua 6,3m food thì dĩ nhiên rồi. Chúng ta có khoảng 7,065m food để có thể cho một số con lên cấp. Mình sẽ ưu tiên đó chính là Vulcan lên cấp anh em ạ. Vulcan nhỉ, Vulcan lên cấp thôi. Mình sẽ cho nó lên level 40 vì nó khá là cần thiết ở trong cái trận chiến ở trong phần kia. Hay là cho con mạnh nhất mình lên nhỉ. Rồi cho này lên cũng được. 7 chúng ta sẽ cần upgrade cái Roots level 6 anh em ạ. Chúng ta cần một con level 35 nữa thì mới có thể là cho nó lên level ấy được. Được, thế thì được, không có gì cả. Mình cho con Poor Dragon mình lên cấp 35. Mình cứ thiếu một con nữa anh em ạ thì mình cho lên được. Poor Dragon, đây con này 30 đây. Nó khá là yếu thì mình cho lên level 35 luôn, đơn giản thôi mà. Là mình sẽ unlock được cái roots nhá. Cái root lên level. Ôi không biết đủ thứ ăn không nữa. Đủ anh em ạ. Yes. Đấy, chúng ta sẽ up level luôn, mất khoảng 10m để nâng cấp lên anh em ạ. Lâu lắm rồi mới nâng cấp được. Trường lão quyền năng được tăng sức mạnh lên, 49k máu và 10k công, cũng khỏe đấy, cũng không phải yếu đâu đúng không? Rồi, thức ăn đã được xong. Thì game được tiêu. Bây giờ thì dùng ấy thôi. Bây giờ lại tiết kiệm thêm khoảng 20 game nữa để mua thêm thức ăn anh em. Cứ mua thức ăn cho mình để cho nó lên cấp là ok. Chúng ta sẽ có Coi tinh gold và cho thú ăn anh em ạ. Mình đang bật nhạc không ta? Hình như mình không thấy nhạc gì cả. Vẫn có nhạc mà. Hiện tại vẫn đang có nhạc nha. Chúng ta sẽ lấy gold, lấy các kiểu thể loại, xem trong này có cái gì thì lấy cái đấy thôi. Ok. Rồi. Lấy toàn bộ cái này luôn nha. Bên này đã học xong skill này. Con rồng ở đây break được 59%. Tiếp tục cho nó đi học full skill luôn. Rồng báu vật, đúng là báu vật của chúng ta đấy. Nó học chiêu này sẽ được cộng lên khoảng là 117% đam. Đam sẽ rất là to. Mình sẽ lấy gold. Lấy gold lấy trên này này thì hợp lý hơn không? Xong chưa nhỉ? Chúng ta đã lấy full gold chưa? Rồi ok, chúng ta lấy xong gold rồi. Bên này ta sẽ có dừng lại ở 30/36 anh em ạ. Và tiếp tục là cho thú ăn thôi. Bên này mình vẫn chưa lai ra được cái con rồng cần thiết, đó là con rồng legendary, con rồng phi đĩa bay, Beast Dragon và Toxic. What the hell, mãi không ra. 4 tiếng, toàn là 4 tiếng thôi nhá. Khá là bực bình nhỉ. Không ra được luôn đấy. Ok. Không ra được thì làm thế nào đây anh em? Chúng ta sẽ cho nó ăn lên level 7, level 8, level 9 là level 10. Dĩ nhiên cho lên level 10 rồi. À, mình có một con rồng xịn xịn nữa ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Hôm qua là mình vứt ở đâu ta? Không nhớ là con rồng hôm qua là mình vứt ở đâu rồi. Để review cho anh em xem, quên mất. Có một con rồng ngon trong này. Không nhớ nó ở đâu. Ok, trời không nhớ tên rồi. Mình sẽ xem lại cái video hôm qua để xem cái tên của con rồng kia là như thế nào nhá. Mình sẽ tắt bớt cái này đi ăn. Rồi thì chúng ta sẽ đâu nhỉ? Đây, nó đây. YouTube, và chúng ta sẽ cần phải quay trở lại với cái channel Thành EJ của mình. Ở đây thì cái video hôm qua, tắt cái này đi, không có tiếng đấy. Không nhớ là cái kia nó sẽ như thế nào, từ từ mình bật tắt cái quảng cáo đó. Không nhớ tên con rồng, thế mới là buồn cười chứ. Đây hôm qua là rồng bãi biển đây đúng không? Con rồng hôm qua là con nào ấy nhỉ? Không nhớ tên rồi. À đây hình như có rồi. Đây rồi. Chỉ cần xem tên thôi mà, mình cần xem tên nó thôi là mình sẽ nhớ được nay nó là như thế nào. Bỏ qua quảng cáo này. Đấy, đây là có tên ngay. Cyber anh em ạ, đúng là có Cyber Dragon anh em ơi. Chúng ta sẽ test con Legendary này luôn nhá. Chúng ta sẽ tìm theo rồng ở bên này và mình sẽ tìm theo cái chữ đó là Cyber Dragon. Thế anh em nào muốn đặt tên con này là gì thì hãy comment ngay xuống dưới nhé. Con này khá là đẹp nhưng mà nó thì nó yếu rồi, không khỏe cho lắm. Đó để gọi là trưng thôi, để gọi là trưng bày cho đẹp thôi. Và hình như sẽ lên level 15, nó sẽ tiến hóa lên dạng thứ 3 thì phải. Chúng ta chờ xem. Level 7 này, level 8 này, level 9 này, level 10. Ôi level 10 tiến hóa rồi anh em ạ. Con này không cần nhiều, nó sẽ có một cái mấy cái gì đấy, mấy cái tua tủa gì đó. Anh em nếu mà tên nó là gì thì hãy comment ngay xuống dưới nhé. Và mình sẽ test cho anh em xem luôn cái animation của nó như thế nào. Ở đây mình có một con rồng nữa, một con Sen Dragon rồi, sắp nở rồi. Chúng ta để sẵn sàng. Ok, vì chiến đấu trong này đó anh em. Đây. Và chúng ta sẽ tìm tới là Cyber Dragon. Quá đẹp phết, nhưng mà vấn đề nó hơi yếu nên chúng ta sẽ không thể dùng được ở trong các cái cuộc chiến được, đúng không? Để ấy thôi. Ui, nó lướt đi một tốc độ ánh sáng luôn như kiểu flash ấy. Nhưng mình cũng đai luôn anh em ạ. Quá nhỏ, mình dùng đúng một con. Có level 10 thì sao ăn được con kia. Ông đi rất là buồn tại vì chúng ta thua rất là cùi bắp. Bó tay luôn. Thức ăn hình như đã full rồi thì phải. Thức ăn chỉ được 21/28 thôi. Và mình sẽ bắt đầu phải đợi hồi rồi anh em. Rồi, những cái thứ này chúng ta sẽ làm sau. Lấy game thì vẫn để đấy thôi, không có gì cả. Giảm thời gian của cái luyện skill thì luyện được ở đây, nhưng mà không giảm được. Hiện tại là không giảm được. Quest thì để nguyên nhá. Cái sunset quest này để nguyên này, để ta làm nhiệm vụ này. Arena Battle và Liquid Master. Chúng ta sẽ chơi cái Arena Battle ở đây nha. Chơi luôn nhỉ. Bây giờ thì cũng không còn cái gì khác là ngoài cái Arena Master này rồi. Chơi đây thôi. Con này lên level cao thì rất là khỏe đấy, 40 này. Có Butler, có Legendary 40 à. Có Holy 2 sao 40 luôn. Đánh luôn, trận này thì dễ rồi. Dễ thở và quá dễ chơi luôn. Có con rồng người đẹp và quái vật 3. Một bé. Con này mình không có này. Mình cần một hệ nước à. Con Chibi Trust này thì tí nữa dùng con... không hề bua đây rồi. Con này yếu mà, nó level có 15. Một sao nhưng mà level có 15 thôi. Đơn giản. Hào cũng nhanh, tiêu diệt gọn rồi. Claim này 9/20. Poutera, có Gogo và có một con Chem Station. Hai con này thì cũng không vấn đề gì cả. Chem Station không sao. Nhìn chung khá là yếu. Uầy, nó cũng ấy phết nhờ. Mình không được tăng công lên là đánh nó cũng hơi bị mệt luôn đấy. 25.000 này. Anh chả khắc hệ anh em ạ. Con này khắc hệ mình. Nó có hệ gì? Thế quái này khắc hệ mình nhỉ? Không hiểu luôn, nhưng mà đằng nào thì mình sẽ giết nó thôi. Đơn giản. Mỗi con một đòn. Con này 54.000 máu này, đam to thế. Đam to hơn cái con Vulcan này nhiều. Theo như mình thấy như vậy. Nhờ, đam to vật vã luôn đấy. Epic và có Legendary. Có lẽ sẽ đánh được thôi. Nhanh chóng và gọn nhẹ. Cực kỳ là nhanh rồi. Tấn công 46.000. Một hit nó sẽ die. Chạy đấu cứng 49.000. Con này sẽ là 54.000. Ô, gần đài. May nhá. May là chúng ta vẫn có thể kịp dừng lại. Con này nó còn 50.000. Có một con Elephant nữa. Elephant để cho con dưới. Ái chà, châu đấy. Mình sẽ dùng con này trước. Hợp lý. Con voi. Chú voi con 24.000. Swap sang con Vulcan. Tấn công 48.000. Rất nhanh. Rất nhanh và rất khỏe. Ok. 15/20. Có Big Hurst à? Ồ, đây là bộ 3 rồi. Bộ 3 những con xịn rồi. Khó chơi đấy. Làm sao ăn được. Bộ 3 đẹp thế. Rồi thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang cái khác đánh. Bên này EXP đã xong này. Chỗ này thì đang chưa giảm giá. Vẫn là 300 game. Đây nó giảm giá cái xong bây giờ là mua thôi. Vàng, thức vàng thì đang thiếu khá là nhiều nha anh em. Thiếu cực kỳ nhiều vàng luôn đấy. Rồi, bên này thì sẽ lấy game này. Fair play. Cái đấy cái gọi là cái đấy thì ai cũng sẽ có, cái ai cũng gọi là thông báo một cái phần đề vấn đề như vậy. Quan trọng là cái này này làm trong vòng là còn là 300% game này, một ngày 5 giờ này anh em. Nên làm anh em ạ. Cái này chắc chắn là phải làm rồi. Thì hôm nay còn cái gì làm cũng không nhỉ? Hết rồi, Heroic Ray. Chúng ta đang cố gắng đua lên lap 20 thôi. Nhìn chung thì nó cũng không quá khó lắm. Và đang đua được, mình vẫn đang dẫn đầu. Phần thưởng lap 10, 17 sẽ là Heroic Ascension, là cái để đổi 20 off dòng Heroic trắng này. Cái này cũng ngon này anh em. 21 là 500.000 và nhân với bao nhiêu đây? Cũng rất là quan trọng. Chỗ này không có thức ăn rồi, chỉ có trên này thức ăn thôi này. Phalanx Armor, hy vọng sẽ đánh được anh em ạ. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game đó chính là Dragon City. Xin chào gặp lại, bye bye.